Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Triệt phá đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng và Gia Lai. 100 cán bộ chiến sĩ công an đã đồng loạt bắt giữ 22 người, khám xét 20 địa điểm, thu nhiều tang vật và tài liệu liên quan đến vụ đánh bạc tại Đà Nẵng và Gia Lai. Số tiền ước tính trên 3.000 tỷ đồng. Sáng ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng và Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, vào đêm ngày 23 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng do Huỳnh Ngọc Anh, 48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cầm đầu. Lực lượng công an đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm, thu nhiều tang vật và tài liệu liên quan. Qua điều tra, đường dây tội phạm do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức có quy mô khá lớn, hoạt động tinh vi liên quan đến nhiều đối tượng tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh như Gia Lai. Trước tình hình trên, Bộ Công an xác lập chuyên án giao Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm trưởng ban chuyên án, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và một số đồng chí cục phó làm phó ban chuyên án. Qua quá trình xác minh, lực lượng công an đã xác định được phương thức hoạt động và mối quan hệ giữa Huỳnh Ngọc Anh và các chân rết bên dưới cùng hàng trăm con bạc. Tại thành phố Đà Nẵng, Huỳnh Ngọc Anh là đối tượng chính có vai trò tổ chức đường dây này. Anh liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như bóng88.com, bóng88.net, bocking88.net, smartbocking88.net để mở tài khoản tổng, cá cược, các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài, v.v. Qua các trang mạng này, anh phân phối và quản lý các tài khoản con bên dưới với sự trợ giúp của em ruột của mình là Huỳnh Ngọc Đính, 39 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Muốn tham gia đánh bạc, các con bạc phải liên hệ với các đại lý cấp trên để mua hoặc ứng trước một số tiền ảo. Số tiền thắng thua sau khi cá độ, các đối tượng lại quy đổi và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua các tài khoản ngân hàng. Cũng theo kết quả xác minh của ban chuyên án, tham gia đường dây này có nhiều đối tượng hình sự vừa hoạt động cờ bạc vừa cho vay nặng lãi và có các hoạt động khác theo kiểu xã hội đen. Vào tối 23 tháng 9 tại Đà Nẵng, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an được huy động chia thành nhiều tổ bám sát các đối tượng nằm trong tầm ngắm của ban chuyên án. Đến 21 giờ 30, Thiếu tướng Vũ Xuân Viễn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát lệnh tấn công. Các tổ trinh sát đồng loạt bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh và 21 người khác trong đường dây, thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng. Vào sáng ngày 24 tháng 9, tất cả những người liên quan đến đường dây đánh bạc này được đưa về Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Cũng trong đêm 23 tháng 9, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt kiểm tra hơn 10 địa điểm, bắt giữ nhiều người liên quan về hành vi tổ chức đánh bạc. Đại tá Trương Xuân Lâm, Phó Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu được xác định lên đến trên 3.000 tỷ đồng, chủ yếu là tại thành phố Đà Nẵng. Việc triệt phá các đường dây đánh bạc quy mô lớn trong thời gian qua cho thấy Bộ Công an và Công an các địa phương đã quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.